ổng có không thấy đường, em treo cái này thôi á, thành Phật thôi mà ổng nói hả, treo nó chán mắt sao thấy đường hơn trước. Abunai, Abunai ai biểu dán mắt ra đây dòm chứ, xem em treo cái gì ổng cũng không cho. Bởi em nói hả, xe em thì đừng có rớ vô, trời em muốn để gì em để. Xe em là quá sạch rồi. Sạch gì, xe nó dơ cái gì. Em nay giờ nay có từ bữa kiểm xe giờ em không có lau, không có rửa, không có gì hết, cho nên nó bụi. Em để mấy tấm lót nè. Ủa, ông đi mua cái bình xịt về để rửa xe ở bên ngoài á. Còn ở trong xe thì hút bụi, mà không có rảnh hút bụi. Bữa chủ nhật tuần rồi á, hai cha con rửa hai cái xe, rửa luôn thềm nhà luôn. Cái bình xịt một manh tư mà nó giảm 25% đó em. Là mua đại khái còn 20 yên nữa là một man á. Nó giảm nó giảm 4 cent mấy á. Đấy à. Em đang canh cái, em định mua cái man chính kia kìa, đang em rửa luôn cái nhà em chuẩn bị sơn đó, chuẩn bị quét vôi lại đó. Mà thợ quét hả? Em tự làm. Tự làm luôn. Bữa nay chị xuống chị coi cái cô gia nhà em thì hai tuần vừa rồi em thứ bảy chủ nhật là em ở nhà em sửa nó. Sơn lại đẹp lắm. Cho em mà với anh Tài mở gần thôi, hai người đi nhận làm nhà cho anh ta đó. Chút nữa chị xuống chị coi cái là em sơn lại màu trắng em còn. Tí ra bữa nay nếu mà mình không đi chơi là em sơn thêm lần nữa là đẹp luôn á. Sơn mới có một lần ở trên nóc thì em trèo lên em sơn lần hai lời. Còn ở bên dưới bữa trời mưa cho nên nghỉ. Thank you.
怖くないよ。あそこ立って。いいママ。